Vì trong tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu về vật chất di truyền. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cơ chế di truyền. Đầu tiên đó là cơ chế di truyền ở cấp phân tử. Cơ chế di truyền ở cấp phân tử bao gồm quá trình nhân đôi ADN, có nghĩa là từ ADN sẽ tạo ra ADN. Quá trình xuyên mã, có nghĩa là từ ADN sẽ tạo ra các phân tử ARN. Quá trình dịch mã là từ ARN sẽ tạo ra protein. Protein cấu tạo và biểu hiện ra thành tính trạng. Cơ chế nhân đôi, cơ chế phiên mã, cơ chế dịch mã lại được điều hòa bởi một cơ chế khác, kiểm soát bởi một gen nằm bên ngoài thì gọi là gen điều hòa, và quá trình đó được gọi là quá trình điều hòa hoạt động gen. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cơ chế di truyền một. Đầu tiên là cơ chế nhân đôi ADN. Các em hãy quan sát cái đoạn phim mô tả về quá trình nhân đôi ADN. Trong cái đoạn phim này, em lưu ý là chúng ta sẽ được ôn lại luôn cả cái kiến thức về cấu tạo ADN. Thì cấu tạo của ADN là gồm hai mạch đơn. Đơn phân cấu tạo của nó là chính là các nucleotide. Thì mỗi nucleotide nó gồm có 3 thành phần là đường, axit phosphoric và một trong 4 loại base nitơ A hoặc T hoặc G hoặc X. Giữa các nu của hai mạch đơn thì liên kết với nhau bằng liên kết hiđro theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro. Trong hai mạch đơn có phân tử ADN thì một mạch có chiều từ 3' đến 5'. Một mạch sẽ có chiều từ 5' đến 3'. Ta gọi đây là cấu tạo song song một chiều. Thì mấy em nhìn thấy đó là một đơn vị nhân đôi gồm có hai chạc hình chữ Y. Đó là mạch được tổng hợp gián đoạn, tổng hợp theo chiều 5'3' ngược với chiều tháo xoắn. Đây là cái enzyme helicase, là enzyme tháo xoắn. Để tổng hợp được
mạch mới trong quá trình nhân đôi ADN thì người ta đặt tên cho cái enzyme đó là ADN polymerase. Thì enzyme này nó chỉ hoạt động được ở đầu 3 phẩy và khi có động mồi. Do cấu tạo song song ngược chiều nên hai cái mạch mới được tổng hợp thì một mạch có chiều 5 phẩy đến 3 phẩy cùng chiều tháo xoắn thì được tổng hợp liên tục, còn mạch còn lại sẽ được tổng hợp gián đoạn thành từng đoạn Okazaki, sau đó sẽ được nối lại bằng enzyme nối ligase. Như vậy chúng ta vừa quan sát xong cái đoạn phim mô tả về quá trình nhân đôi ADN và chúng ta cũng được ôn tập lại luôn về cái cấu trúc của ADN. Giờ đây thầy sẽ trình bày lại diễn biến của các bước nhân đôi ADN để mấy em nắm rõ hơn. Thì ADN ở sinh vật nhân sơ là ADN mạch kép dạng vòng, có nghĩa là hai cái đầu nó nối lại với nhau thành cái vòng tròn luôn. Còn ADN nằm trong nhân của tế bào nhân thực thì là ADN mạch kép dạng thẳng. Thì quá trình nhân đôi ADN ở nhân sơ và nhân thực cơ bản là giống nhau, đều bắt đầu từ vị trí khởi đầu nhân đôi ADN. Tại vị trí khởi đầu nhân đôi nó sẽ hình thành nên đơn vị nhân đôi. Thì như trên hình mấy em thấy, mỗi một đơn vị nhân đôi đó, thì nó gồm hai chạc hình chữ Y. Và quá trình nhân đôi ở hai chạc hình chữ Y là diễn ra như nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình nhân đôi ở một chạc hình chữ Y. Nhớ ha, một điểm khởi đầu nhân đôi tạo thành một đơn vị nhân đôi. Một đơn vị nhân đôi thì bao gồm hai chạc hình chữ Y và chúng ta chỉ học một chạc hình chữ Y. Thì ADN bình thường đó thì hai cái mạch nó sẽ xoắn lại với nhau nhờ cái liên kết hydro. Do đó cái bước đầu tiên để sử dụng được hai mạch của ADN làm khuôn thì nó phải tháo xoắn. Thì enzyme tháo xoắn đó là enzyme helicase. Tuy nhiên chúng ta không cần phải nhớ đến enzyme này, khi chúng ta học chuyên sâu thì cần phải nhớ. Thì mấy em chỉ cần nhớ giùm thầy cái diễn biến đầu tiên của quá trình nhân đôi, đó là bước 1 tháo xoắn nhờ enzyme tháo xoắn tạo thành cái đơn vị nhân đôi gồm hai chạc hình chữ Y. Trên mỗi chạc hình chữ Y thì có một mạch là theo chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy và một mạch khuôn là có chiều từ 5 tới 3 phẩy. Đó là bước số 1. Đến bước số 2 thì enzyme ADN polymerase sẽ lắp các nu theo nguyên tắc bổ sung để tổng hợp nên mạch mới theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy. Trên mạch khuôn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy thì mạch mới được tổng hợp liên tục. Trên mạch khuôn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy thì mạch mới được tổng hợp liên tục. Thì mấy em nhìn thấy trên hình đây, theo chiều từ 5 tới 3. Còn trên mạch khuôn có chiều từ 5 tới 3 phẩy thì nó được tổng hợp gián đoạn, cũng theo chiều từ 5 tới 3 phẩy nhưng mà ngược với chiều tháo xoắn. Đó là bước số 2. Và
chúng ta nhìn thấy trên đây cho nó rõ, mạch khuôn có chiều từ 3,5 phẩy thì mạch mới được tổng hợp liên tục cùng chiều tháo sắn. Còn đối với cái mạch khuôn có chiều từ 3,5 phẩy nó sẽ tổng hợp gián đoạn thành từng đoạn Okazaki, và các cái đoạn Okazaki này sẽ được nối lại bằng enzyme nối ligasa. Lưu ý như vậy, trong cái bước số 2 tổng hợp mạch mới thì mấy em lưu ý có cái nguyên tắc bổ sung ATGX, một mạch được tổng hợp liên tục và một mạch tổng hợp gián đoạn, gọi là đoạn Okazaki và nối lại nhờ enzyme nối ligasa. Bước số 3 là tạo thành hai ADN con. Thì sau một lần nhân đôi sử dụng cả hai mạch làm khuôn thì sẽ tạo ra hai ADN con giống hệt nhau và giống với ADN mẹ nhờ nguyên tắc bổ sung. Và trong mỗi phân tử ADN con có một mạch mới được tổng hợp và một mạch cũ của mẹ, thì đây là nguyên tắc bán bảo toàn. Như vậy, quá trình diễn biến chính của quá trình nhân đôi ADN thì gồm có 3 bước là bước tháo xoắn, tổng hợp mạch mới và hình thành ADN con. Cơ bản, quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ và nhân thực giống nhau. Tuy nhiên, ở sinh vật nhân sơ, do phân tử ADN có số lượng nu ít hơn so với ở sinh vật nhân thực rất nhiều, do đó quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ chỉ xảy ra ở một đơn vị nhân đôi, có nghĩa là có hai chạc hình chữ Y. Còn đối với sinh vật nhân thực là xảy ra ở rất nhiều đơn vị nhân đôi và có sự tham gia của nhiều enzyme. Chúng ta lưu ý ha. Và nhân đôi ADN chỉ xảy ra ở pha S của kỳ trung gian, bởi vì lúc này ADN nó tháo xoắn thì mới thực hiện được quá trình nhân đôi. Còn nếu như mà không tháo xoắn thì không thể thực hiện được, bởi vì hai mặt của nó xoắn lại rất là chặt. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cái quá trình nhân đôi ADN. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình phiên mã và dịch mã. Nhưng mà trước khi tới cái quá trình phiên mã và dịch mã, mấy em quan sát đây là một cái câu hỏi được ra trong cái đề thi năm 2019. Thì trong câu hỏi này chúng ta xác định đâu là cái sơ đồ mô tả đúng diễn biến của quá trình nhân đôi ADN. Thì qua cái hình này chúng ta cũng có thể xác định được. Đó là tôi nhớ là trên mạch khuôn có chiều từ 3 đến 5 phẩy thì mạch mới được tổng hợp liên tục cùng với chiều tháo xoắn. Và trên mạch khuôn có chiều từ 5 đến 3 phẩy ngược chiều tháo xoắn thì tổng hợp gián đoạn. Đó là một cái câu hỏi trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn sinh năm 2019. Thì thường chúng ta học lý thuyết nhưng mà khi mô tả bằng hình ảnh thì chúng ta không có quan sát được. Chúng ta thuộc lòng đó, không có hiểu. Như vậy cái sơ đồ số 2 là sơ đồ chính xác. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cái quá trình phiên mã và dịch mã. Thì đây là một cái video mô tả cho chúng ta về quá trình phiên mã và dịch mã. Thông tin di truyền là được chứa trên cái phân tử ADN, chủ yếu tập trung ở trong nhân tế bào đối với cái sinh vật nhân thực. Còn nhân sơ thì gọi là vùng nhân, thấy không? Thì cấu trúc của gen thì cũng được nhắc lại. Thì nó có vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Quá trình phiên mã là quá trình tạo ra các phân tử ARN, sau đó các phân tử ARN được dịch mã thì tạo ra là protein. Ở sinh vật nhân thực thì ADN tập trung chủ yếu trong nhân, còn nguyên liệu để tổng hợp nên protein là các axit amin nó lại nằm trong tế bào chất, nên nó phải có quá trình phiên mã để truyền cái thông tin di truyền từ trong nhân ra ngoài tế bào chất.
thông qua cái bảng sao đó chính là ARN thông tin. Thì quá trình phiên mã được xúc tác bởi enzyme chính là enzyme ARN polymerase. Thì mấy em thấy chúng ta cũng dễ nhớ tên ha. Quá trình nhân đôi thì sử dụng là ADN polymerase, còn quá trình phiên mã tạo ra ARN thì là ARN polymerase. Thì đầu tiên thì enzyme nó sẽ bám vào cái vùng điều hòa hay là cái vùng khởi động đó để tháo xoắn cái phân tử ADN, thì để lộ ra cái mạch khuôn có chiều từ 3' đến 5'. Sau đó thì nó sẽ trượt để kéo dài cái ARN. Nó cũng lắp theo nguyên tắc bổ sung, nhưng mà mấy em thấy có một cái điểm khác, nó không phải là A với T nữa mà là A với U, để tạo ra cái ARN thông tin. Thì khi nó trượt đến cái vùng kết thúc của gen thì nó gặp tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã thì nó sẽ dừng. Thì lúc này nó sẽ giải phóng ra cái phân tử ARN. Thì ở sinh vật nhân thực đó thì cái ARN thông tin khi được tạo ra thì nó chứa những cái đoạn exon và những đoạn intron là những đoạn không mã hóa. Do đó nó phải thực hiện thêm một bước là cắt bỏ các đoạn intron và nối các đoạn exon lại với nhau để trở thành ARN thông tin trưởng thành, thì lúc này nó mới tham gia được vào quá trình dịch mã. Sau khi mà nó trở thành ADN thông tin trưởng thành rồi thì nó sẽ được sử dụng làm khuôn tham gia vào quá trình dịch mã. Thì mỗi một bộ ba trên ADN thông tin được gọi là cô đông, giống như hôm trước ta học rồi đó, mã di truyền đó. Thì hôm nay lặp lại cái bản chất và cái đặc điểm của mã di truyền. Thì bộ ba mở đầu start cô đông AUG, nhớ cái chiều phải là 5' đến 3'. Tại vị trí cái bộ ba mở đầu 5'3' AUG thì nó sẽ gắn với cái tiểu phần bé của ribosome, sau đó ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tới, và để nó lắp đúng cái axit amin mở đầu thì nó phải có bộ ba đó mã anticodon khớp theo nguyên tắc bổ sung. AUG thì phía trên phải là UAX, ký hiệu chữ C, X là C đó các em. Sau đó cái tiểu phần lớn của ribosome sẽ đến khớp với tiểu phần bé để hình thành nên ribosome hoàn chỉnh và sẵn sàng cho cái bước kéo dài chuỗi polypeptide. Tới cái bước số 2 đó là bước kéo dài chuỗi polypeptide. Thì các sự kiện trong cái bước kéo dài chuỗi polypeptide đó là đầu tiên cái ARN vận chuyển có anticodon khớp với codon của ARN thông tin mang acid amin số 1 tới. Sau khi nó mang cái acid amin tới thì sẽ có enzyme xúc tác hình thành liên kết peptide giữa hai cái acid amin kế tiếp nhau. Đồng thời ribosome dịch chuyển một codon và ARN vận chuyển acid amin mở đầu sẽ rời khỏi ribosome, và ba sự kiện đó được lặp lại. Thấy không? ARN vận chuyển mang acid amin tới, ribosome dịch chuyển, ARN vận chuyển rời khỏi ribosome, nó được lặp đi lặp lại. Thì đến khi ribosome đó nó tiếp xúc với cái bộ ba kết thúc trên phân tử ARN thông tin thì cái chuỗi polypeptide được giải phóng và hai tiểu phần bé của ribosome sẽ lớn và bé của ribosome sẽ tách nhau ra. Thì chúng ta nhớ đó là các cái
cái hạt ribosome thì nó gồm hai tiểu phần đó, và bình thường thì nó sẽ không kết hợp với nhau, nó chỉ kết hợp lại khi nó thực hiện cái chức năng. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quá trình phiên mã và dịch mã. Đây là một đơn vị phiên mã, có nghĩa là khi phiên mã thì từng gen sẽ thực hiện quá trình phiên mã riêng lẻ. Quá trình nhân đôi thì cả phân tử ADN nó sẽ nhân đôi. Còn quá trình phiên mã thì tùy vào giai đoạn phát triển của cơ thể thì có gen được phiên mã, có gen không được phiên mã. Chúng ta lưu ý cái điểm này. Thì trong quá trình phiên mã nó cũng gồm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mở đầu. Thì như hồi nãy chúng ta đã xem trên cái video đó, thì cái enzyme ARN polymerase nó sẽ tháo xoắn phân tử ADN để lộ ra hai cái mạch khuôn. Một mạch có chiều từ 5' đến 3' và một mạch có chiều từ 3' đến 5'. Tuy nhiên nó chỉ sử dụng cái mạch khuôn có chiều từ 3' đến 5' để tổng hợp nên cái phân tử ARN. Như vậy trong giai đoạn mở đầu thì enzyme ARN polymerase sẽ tháo xoắn cái phân tử ADN để lộ ra mạch khuôn có chiều từ 3' đến 5' tại cái vùng điều hòa. Bước số 2 là bước kéo dài. Thì cái enzyme ARN polymerase nó sẽ trượt trên mạch khuôn có chiều từ 3' đến 5', lắp các nu theo nguyên tắc bổ sung. Mà ông ta lưu ý là A trên mạch khuôn sẽ lắp với U của môi trường. Và khi ARN polymerase nó trượt đến, nó gặp cái vùng kết thúc trên gen thì lúc này nó sẽ ngừng quá trình phiên mã và nó giải phóng ra cái phân tử ARN. Cũng rất là đơn giản, chỉ có một cái enzyme chính xúc tác thôi là ARN polymerase. Thì tương tự như quá trình nhân đôi thì cũng chỉ có 3 giai đoạn. Mấy em nhớ là diễn biến của các cái cơ chế di truyền thì lúc nào cũng chia ra thành 3 giai đoạn hết. Như vậy quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực cũng giống nhau, cũng có quá trình mở đầu, quá trình kéo dài và quá trình kết thúc. Tuy nhiên, đối với sinh vật nhân sơ là gen không phân mảnh có vùng mã hóa liên tục, nên khi được tạo ra nó chính là ARN thông tin trưởng thành, có thể tham gia ngay vào quá trình dịch mã. Còn đối với sinh vật nhân thực thì gen phân mảnh xen kẽ giữa những đoạn exon là những đoạn in trong, có nghĩa là đoạn không mã hóa. Do đó khi vừa tạo ra thì nó là ARN thông tin sơ khai. Phải cắt bỏ đi những đoạn in trong và nối các đoạn exon lại với nhau thì mới trở thành ARN thông tin trưởng thành và mới có thể tham gia vào quá trình dịch mã. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong quá trình phiên mã và so sánh luôn cả nhân sơ và nhân thực. Mấy em thấy là nó cũng tương tự như quá trình nhân đôi thôi, chỉ khác ở một điểm là nhân đôi thì sử dụng hai mạch. Còn ở quá trình phiên mã thì sử dụng một mạch nên chỉ tạo ra một phân tử ARN. Và nguyên tắc bổ sung có một điểm khác, đó là thay vì A của mạch gốc liên kết với T thì nó là A mạch gốc liên kết với U. Còn lại các điểm khác thì giống nhau. Thì quá trình dịch mã khác biệt hơn so với quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã. Cái điểm đầu tiên đó là nó diễn ra trong tế bào chất. Bởi vì nguyên liệu của nó là các axit amin nằm trong tế bào chất. Và nó được chia làm hai giai đoạn chính. Là giai đoạn hoạt hóa axit amin và giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide. Cả hai giai đoạn này đều diễn ra trong tế bào chất. Còn quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã do sử dụng cái ADN làm cái mạch khuôn, do đó ở trong nhân là tập trung chủ yếu ADN nên nó diễn ra là ở trong nhân. Tuy nhiên trong tế bào chất cũng có ADN nên nó cũng có quá trình nhân đôi và phiên mã, nhưng mà ít hơn so với trong nhân. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái giai đoạn hoạt hóa axit amin ở dịch mã. Thì trong giai đoạn hoạt hóa axit amin thì có hai sự kiện. Đó là axit amin nằm tự do trong tế bào chất, lúc này sẽ kết hợp với năng lượng ATP nhờ cái enzyme. Nó tạo thành cái axit amin hoạt hóa, có nghĩa là mang năng lượng. Sau khi được hoạt hóa rồi thì axit amin sẽ gắn với ARN vận chuyển nhờ sự xúc tác của các enzyme để tạo nên phức hợp axit amin ARN vận chuyển, và nó sẵn sàng di chuyển tới
ARN thông tin để thực hiện quá trình dịch mã. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tổng hợp chuỗi polyptide cũng diễn ra trong tế bào chắc, thì được chia làm 3 bước, đó là bước mở đầu, bước thứ hai là bước kéo dài chuỗi polyptide, và bước thứ ba là kết thúc. Trong bước mở đầu hay là trong giai đoạn mở đầu dịch mã thì nó gồm có 3 sự kiện. Đầu tiên là tiểu phần bé đến kết hợp với ARN thông tin tại vị trí đặc hiệu ngay bộ ba mở đầu 5.AUG3. Sự kiện thứ hai là ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tới. Đối với sinh vật nhân sơ thì đó là axit amin phosmin methionine. Đối với sinh vật nhân thực đó là axit amin methionine. Sự kiện số 3 là tiểu phần lớn của ribosome sẽ đến khớp với tiểu phần bé để hình thành nên ribosome hoàn chỉnh và sẵn sàng kéo dài chuỗi polyptide, đó là giai đoạn mở đầu dịch mã. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kéo dài dịch mã. Cũng có 3 sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ARN vận chuyển mang axit amin tới. Enzyme xúc tác hình thành liên kết peptide giữa hai axit amin. Ribosome dịch chuyển một cô đông trên ARN thông tin. Lúc này ARN vận chuyển axit amin mở đầu rời khỏi ribosome, và 3 sự kiện này được lặp đi lặp lại đến khi ribosome tiếp xúc với một trong 3 bộ ba kết thúc trên ARN thông tin, đó là bộ ba 5.UAA hoặc là bộ ba 5.UAG hoặc là bộ ba 5.UGA, thì lúc này chuỗi polypeptide sẽ được giải phóng. Hai tiểu phần lớn và tiểu phần bé của ribosome sẽ tách nhau ra, tồn tại độc lập. Chỉ khi nào nó thực hiện chức năng, có nghĩa là tham gia vào quá trình dịch mã, thì nó mới kết hợp lại với nhau. Ta lưu ý đó. Như vậy quá trình dịch mã kết thúc. Trong quá trình dịch mã, các ribosome không làm việc riêng lẻ mà làm việc thành từng nhóm gồm 5 đến 10 ribosome cùng chạy qua cái khuôn là phân tử ARN thông tin, nên nó sẽ làm tăng hiệu quả tổng hợp protein cùng loại. Mấy em thấy là mỗi một ribosome khi trượt qua một lần tạo ra một chuỗi, mỗi một ribosome trượt qua tạo ra một chuỗi. Như vậy nhiều ribosome thì tạo ra nhiều chuỗi, nó sẽ làm tăng hiệu quả tổng hợp protein cùng loại. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong 3 cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, đó là quá trình nhân đôi ADN, có nghĩa là truyền thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con. Quá trình phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ trong nhân ra ngoài tế bào chắc, có nghĩa là từ gen tạo ra ARN. Và quá trình dịch mã là từ thông tin di truyền trên cái bản sao ARN thông tin sẽ được dịch ra sành thành cái chuỗi polypeptide. Và chuỗi polypeptide này nó sẽ quy định, nó sẽ biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể. Vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cái quá trình là cơ chế di truyền của cấp phân